Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tĩnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Trở nên ngọt ngào, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Ê-sai chương 25 từ câu 1 đến câu 9. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài là Đức Chúa Trời của con tôn vinh Ngài, con ca ngợi danh Ngài, vì Ngài đã làm những việc kỳ diệu, là những việc đã được hoạch định từ xưa một cách thành tín và chân thật. Vì Ngài đã làm cho thành phố trở nên đống gạch vụn, thành trì kiên cố trở nên đống đổ nát, đền đài của dân ngoại chẳng phải là thành nữa, nó sẽ chẳng bao giờ được xây dựng lại. Vì thế, một dân hùng mạnh sẽ tôn vinh Ngài, thành của các nước hung ác sẽ kính sợ Ngài, vì Ngài là nơi nương tựa cho người cô thế, là chốn nương náu cho kẻ nghèo thiếu trong lúc khó khăn, là nơi trú ẩn khỏi cơn bão táp, là bóng mát tránh cơn nóng bức, khi những kẻ hung bạo thổi hơi ra như bão táp xông vào tường thành. Ngài làm cho tiếng ồn ào của dân ngoại nín lặng như giảm sức nóng trên đất khô hạn, và làm im tiếng hát của kẻ hung bạo như nắng nóng tan đi bởi bóng mây. Trên núi này, Đức Giê-hô-va vạn quân dọn cho mọi dân tộc một yến tiệc béo bổ, một tiệc rượu ngon, đồ béo có tủy và rượu ngon tinh chế. Trên núi này, Ngài sẽ xé bỏ cái màn che mặt phủ trên mọi dân tộc và tấm chăn che phủ muôn nước. Ngài sẽ vĩnh viễn tiêu diệt sự chết. Chúa là Đức Giê-hô-va sẽ lau ráo nước mắt khỏi mặt mọi người và xóa sạch sự sỉ nhục của dân Ngài khỏi cả mặt đất. Vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy, trong ngày đó người ta sẽ nói rằng: Kìa, đây là Đức Chúa Trời của chúng ta trông đợi Ngài và Ngài đã cứu chúng ta. Đây là Đức Giê-hô-va mà chúng ta trông đợi, chúng ta hãy hân hoan vui mừng về sự cứu rỗi của Ngài. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Ê-sai chương 25 câu 6: Trên núi này, Đức Giê-hô-va vạn quân dọn cho mọi dân tộc một yến tiệc béo bổ, một tiệc rượu ngon. Những phong tục cưới hỏi của người Nga thật đẹp và đầy ý nghĩa. Có một tập tục diễn ra trong tiệc mừng là khi người dẫn chương trình đề nghị nâng ly chúc mừng cô dâu chú rể. Ai cũng nâng ly và nhấp một ngụm rồi hô to: Go khô, go khô. Có nghĩa là đắng quá, đắng quá. Khi các vị khách hô lên từ này, cặp đôi phải đứng dậy hôn nhau để làm cho nước uống ngọt trở lại. Ê-sai đã nói tiên tri rằng nước đắng của sự hoang tàn, đổ nát và sự rủa xả trên đất sẽ nhường chỗ cho hy vọng ngọt ngào về một trời mới và đất mới. Đức Chúa Trời sẽ chuẩn bị yến tiệc với thức ăn béo bổ và những loại rượu ngon nhất. Đó sẽ là đại tiệc của phước lành, hoa lợi và sự chu cấp không dứt cho tất cả mọi dân. Còn nữa, dưới sự tể trị của vị vua công chính, sự chết sẽ bị nuốt mất, nước mắt cay đắng sẽ được lau ráo và tấm vải liệm của sự sỉ nhục sẽ được cởi bỏ. Dân sự Chúa sẽ vui mừng vì cớ đấng mà họ tin cậy và chờ đợi sẽ đem lại sự cứu rỗi và biến chén đắng của cuộc đời nên ngọt trở lại. Một ngày kia, chúng ta sẽ cùng Chúa Giê-xu dự tiệc cưới chiên con. Khi Ngài chào đón tân nương của Ngài là hội thánh về nhà, thì lời hứa trong Ê-sai chương 25 sẽ được ứng nghiệm, cuộc đời từng trải qua cay đắng sẽ nên ngọt ngào. Điều gì khiến bạn mong chờ Chúa biến những điều cay đắng trở nên ngọt ngào? Đang khi chúng ta chờ đợi Chúa Giê-xu trở lại, bạn có thể làm những gì để khiến kinh nghiệm cay đắng của người khác ngọt ngào trở lại? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa, khi con chứng kiến và kinh nghiệm quá nhiều đau thương, thống khổ, hoang tàn và cái chết, đôi lúc thật khó để tin rằng Ngài sẽ biến những điều cay đắng trở nên ngọt ngào. Xin giúp con hy vọng vào Ngài, đấng đã hứa sẽ ban cho con sự đẹp đẽ thay vì đống tro tàn và niềm vui thay vì than khóc. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tĩnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày.